Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã đưa ra thông báo cập nhật chỉ định xét nghiệm và hình thức cách ly đối với những trường hợp người dân đến từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa ở Hà Nam và Hưng Yên. Đối với người dân ở các xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và ba thôn Hoàng Xá, thôn Hoàng Cát, thôn Nại Khuê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện cách ly tập trung trong vòng 14 ngày và xét nghiệm theo quy định. Đối với những người đến từ khu trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng sẽ thực hiện cách ly tại nhà và xét nghiệm theo quy định. HCDC thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập tại nơi công cộng, nơi đông người khi không cần thiết, nơi cao cảnh giác, tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.